Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy lợi nha các bạn. Ngày hôm nay lại trả lời một thắc mắc của bạn Nhung Mai. Bạn hỏi rằng tìm A để cho x mũ 3 nè trừ 4 x bình nè cộng 4 x trừ A chia hết cho x trừ 3, thì đây được gọi là bài đa thức chia cho đa thức. Thì các bạn nhớ phép chia mình sẽ có hai dạng nè, một là phép chia hết, hai là phép chia có dư. Nếu phép chia hết nha, phép chia hết thì cái số dư của mình phải bằng không, nhớ điều này. Rồi thì các bạn giải tương tự như ở cấp 1. Thứ nhất các bạn nhớ sắp xếp thứ nhất đó là sắp xếp. Rồi sắp xếp cái số bị chia nè, là số chia nè, sắp xếp giúp lợi mũ cao trước, x mũ 3 ta x mũ 2 x mũ 1 x mũ 0, đây x mũ 1 x mũ 0. Rồi sau đó các bạn làm phép chia lấy mũ cao nhất, đây là số bị chia nè, đây là số chia nè, lấy mũ cao nhất của số bị chia chia cho số mũ cao nhất của số chia, x mũ 3 chia x mũ 2, x mũ 3 chia x mũ 2 thì xin lỗi x mũ 1 nha, x mũ 3 chia x mũ 1 thì chia lấy mũ trừ, vậy là ra x mũ 2, viết x mũ 2 vào đây. Sau đó lấy x mũ 2 nhân với số chia, x mũ 2 nhân x trừ 3 bằng ra x mũ 3 phân phối vào, trừ 3x bình, và viết thằng này vào bên số bị chia và nhớ đổi dấu. Viết thằng này vào bên số bị chia và đổi dấu nè, bắt đầu đổi nè, x mũ 3 ra trừ x mũ 3 trừ 3x bình ra là cộng 3x bình. Sau đó lấy trên cộng dưới, rút cộng ra trừ x bình. Tiếp tục hạ thằng này xuống, cộng 4x trừ a, hạ xuống được chứ à. Còn nhiều giáo viên người ta sẽ không hạ, hoặc là hạ cái 4x thôi, tùy giáo viên nha các bạn. Tiếp tục như vậy ta làm tiếp, lấy x lớn x mũ cao nè chia cho x mũ cao, vậy là trừ x bình chia cho x ra là trừ x. Rồi viết trừ x vào đây, sau đó lấy trừ x nhân cho x trừ 3 bằng trừ x bình cộng 3x. Viết thằng này qua cái số bị chia, đổi dấu, trừ thành cộng x bình cộng thành trừ 3x. Sau đó lấy trên cộng dưới, rút đây ra là x. Hạ tiếp trừ a xuống. Tiếp tục như vậy ta lấy x chia x ra là 1, viết 1 vào đây và lấy 1 nhân cho x trừ 3 bằng x trừ 3. Viết thằng này qua bên phần số bị chia và đổi dấu là trừ x cộng 3. Lấy trên cộng dưới, rút còn lại là trừ a cộng 3. Và các bạn nhìn đây là cái thằng này nè, là bậc không có x, vậy cho thấy nó nhỏ hơn cái hàng bậc này chưa à. Đây là bậc 1 nè, đó, còn đây là bậc 0. Khi nó nhỏ rồi thì các bạn dừng lại, nó nhỏ hơn bậc của số bị số chia rồi thì các bạn dừng lại, thì các bạn kết luận vậy để x mũ 3 trừ 4x bình cộng 4x trừ a chia hết cho x trừ 3, khi và chỉ khi thằng này phải là số dư của nó phải bằng 0, thì tương ương a bằng 3. Và các bạn kiểm tra lại xem coi có đúng hay không nha các bạn, được chưa? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người, xin cảm ơn, bye bye.